Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn Thế Hảo. Bạn gửi từ bên công tác, đang công tác và học tập bên nước ngoài về chúng tôi. Thế thì nếu điều trị thuốc đích ấy, thì là cũng có khả năng tiến triển. Tiến triển khi nào? Khi mà đang điều trị thuốc đích mà bệnh phát hiện là những cái tổn thương mới hoặc tổn thương cũ mà nó tăng về kích thước. Tuy nhiên không phải là phát hiện ra thêm những cái tổn thương mới hoặc là tăng về kích thước mà mình suy luận ra nó là kháng thuốc. Thế thì cái việc kháng thuốc và theo dõi cái thuốc thế hệ 2 này thì tí nữa tôi xin phép nhường lời cho bác sĩ Hằng. Còn lại về cái chỉ định xạ trị của cái ung thư phổi, như đặc biệt đây là của bạn mà thấy tổn thương ở đốt sống T2, thì khi tổn thương như này chúng ta phải, nếu mà độ nhạy độ hiệu nhất của xét nghiệm này đó là phải chụp cộng từ để đánh giá xem cái mức độ di căn vào cái đốt sống ngực hai này là mức độ tổn thương còn vững hay mất vững. Nếu tổn thương đã mất vững thì chúng ta cần phải, trước khi điều trị tia xạ chúng ta cần phải cố định lẹp vít hoặc cố định bằng bơm xi măng bởi các bác sĩ ngoại khoa, làm sao cho cái tủy sống của bạn thật sự là vững. Nếu không xử lý cái cố định vững đấy thì là bạn có nguy cơ sẽ bị liệt tủy do cái u chèn ép, tổn thương cái cột sống tủy nó gây ra sập lún và chèn ép vào tủy sống của bạn. Thế còn lại trong trường hợp chúng tôi các bác sĩ chụp cộng từ đánh giá là cái tổn thương di căn này là còn vững thì chúng ta sẽ tiến hành xạ trị. Trong trường hợp bạn đau mà dùng thuốc nội khoa không đỡ, khi này xạ trị thì chúng ta cũng có thể nhiều cái phương pháp xạ trị. Nếu phụ thuộc vào cái cơ sở trang thiết bị mà bạn đang theo điều trị ở đấy, nếu có những cái máy móc trang thiết bị hiện đại thì chúng ta sẽ sử dụng những cái kỹ thuật xạ như là SVT, tức là tăng phân liều cho tổn thương, thì chỉ cần dưới 5 lần xạ trị vào cột sống cổ là bạn có thể là kết hợp với cả các thuốc phốt phát để sao cho cái xương được vững lên. Thế còn lại trong trường hợp những cái xạ trị phô tông bằng cái máy thông thường thì chúng ta sẽ xạ với cái liều là 10 buổi và chia làm 2 tuần, mỗi tuần 5 lần xạ, 5 buổi xạ, và mỗi lần xạ là đơn vị là 3 gray, đơn vị chiếu xạ cho cột sống tủy của bạn. Vâng, thế còn lại về thế hệ 2 mà kháng thì cũng xin ý kiến của bác sĩ nội khoa, của bác sĩ Hằng. Cái tình huống này thì chúng tôi cũng có đã gặp trên lâm sàng cũng tương đối nhiều. Thì là đối với bệnh nhân mà đang dùng thuốc thế hệ 2 là thuốc alpha-tinib của ung thư phổi, thuốc đích dòng thế hệ 2, thì hiện tại là ở Việt Nam thì có là các chế phẩm như là Ziltrip. Thì thông thường là một thời gian thì bệnh nhân sẽ có xuất hiện hiện tượng kháng thuốc. Chúng tôi sẽ phải xác định xem bệnh nhân là kháng thuốc thực thụ hay là kháng thuốc do dự nội học. Tức là ví dụ như những bệnh nhân mà có đang điều trị ổn định tổn thương phổi mà đáp ứng tổn thương di căn xa như gan hoặc thượng thận, hoặc là những cái tổn thương mà ở ngoài cái vị trí sọ mà mình có thể chụp CT mình thấy được mà vẫn tiếp tục đáp ứng, nhưng mà do lý do dược động học, ví dụ như là thuốc nó ngấm thuốc qua hàng rào màu não nó bị kém, nhưng bởi vì hàng rào màu não nó cản trở thuốc mà bệnh nhân ví dụ như có tiến triển di căn tại não, thì chúng tôi cũng xem đấy là cái tiến triển do dược động học, là thuốc không vượt qua được hàng rào màu não một phần, và vì vậy chúng tôi sẽ vẫn điều trị tại chỗ tại vùng bằng những cái biện pháp như gamma knife tại thần kinh, tại sọ não, và sau đấy chúng tôi vẫn tiếp tục điều trị toàn thân bằng thuốc đích thế hệ 2, bởi vì tổn thương tại ngoài sọ não là những tổn thương như phổi và những tổn thương đích khác là tiếp tục đáp ứng. Còn đối với những cái trường hợp mà giống như bác sĩ Huy nói, tức là tiến triển thật sự, tức là bệnh nhân vừa tiến triển tại phổi, vừa tiến triển di căn xương, di căn não và xuất hiện những tổn thương mới, thì lúc đấy chúng tôi sẽ phải thường là làm xét nghiệm tìm T790M, tức là một cái đột biến thứ phát kháng thuốc. Trong trường hợp có thể làm bằng mẫu máu hoặc là bằng mẫu mô sinh thiết mới, sinh thiết vào những vị trí di căn mới như sinh thiết hạch thượng đòn hoặc sinh thiết vào những cái khối di căn mới để tìm xét nghiệm T790M. Nếu đột biến mà nó dương tính thì chúng tôi sẽ có thể được chuyển từ thuốc thế hệ 2 đang điều trị sang thuốc thế hệ 3. Và đối trong trường hợp này của bạn thì là xét toàn thân thì như bạn nói là chỉ có tiến triển chỗ đốt sống T2 thôi, còn các cái tổn thương khác thì vẫn tiếp tục ổn định và đáp ứng. Vì vậy là cái việc là điều trị tại chỗ tại vùng bằng xạ xương giống như là bác sĩ Huy vừa trao đổi là cần thiết, và nếu mà tổn thương vẫn ổn định như vậy thì có thể là chúng tôi sẽ vẫn cân nhắc điều trị sang thuốc vẫn cân nhắc điều trị thuốc thế hệ 2 một thời gian và theo dõi cho bạn rất là chặt chẽ, chụp CT kiểm tra lại. Nếu mà bệnh nhân có cái biểu hiện về kháng thuốc như là có tổn thương mới, tràn dịch tràn phổi, tràn dịch màng phổi màng tim mới xuất hiện những tổn thương gan hoặc là tổn thương phổi tăng kích thước, thì chúng tôi sẽ lúc đấy thì chúng tôi sẽ làm xét nghiệm tìm đột biến kháng thuốc và chuyển dòng thuốc sau. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ.